Sorry bạn, dạo này à, hay xem anh Dũng CT này cũng bị nấm nấm tí. Xin chào bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thành đây. Hôm nay thì mình sẽ đi thử cái PQ new PQ trong phiên bản 1.08 DLC 5. Bạn nào chưa update thì các bạn có thể là theo dõi cái video update của mình đã tải lên rồi. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ gọi là đi kiến cái PQ mới nhầm. Nó ở bên này cơ. Rồi. Đã lâu lắm rồi mình không đánh PQ. Đây, PQ mới của chúng ta sẽ bắt đầu từ bao nhiêu nhỉ? 113 thì phải. Chuẩn không nhỉ? Có đúng là 113 không? Ok, mình sẽ chọn khoảng 2-3 quest đấy chúng ta cùng đánh. Ok, thì mình thấy... Ok, tí nữa mình sẽ đánh quest này nhá. Đánh quest 115 trước này. Có thằng Android 13. Ok. Let's go. Let's go baby. Mình sẽ chọn mặc định thằng nhân vật của mình đánh cho nó khỏe. Và bạn đồng hành sẽ là anh Hường đi. Anh Hường. Anh Hường và anh Vegito đi. Chọn Vegito, chọn luôn Vegito Blue. Nó máu nhở. Rồi. Không biết là mình để Q gì đây. Quên mất không chỉnh lại xem mình là để skin gì. Chỉ mang skin phế vật đi chơi mẹ là thua đấy. Thế nào? Just make sure you don't get in my way. Ồ. I am an android. Sao tay cầm bây giờ nó bị chuyển thành cái này nhỉ? Không hiểu luôn á. Ôi quên không đeo nút skin vào rồi. Thế mình được tôi không ạ? Mình sẽ vả thằng ăn của Android 13 là trước này. Thằng ôn. Thằng này mình sẽ giải quyết một cách gọi là nhanh mẹ nó chóng luôn. Hy vọng là hoàn thành trước khoảng 5 phút thì chúng ta sẽ mở được. Hầu như là khi mà các bạn muốn mở thêm Ultimate thì các bạn hãy hoàn thành quest trước 5 phút. Hầu như là thế, còn một số quest thì nó yêu cầu khác. Thì lúc ý chúng ta sẽ phải gọi là lên mạng xem hoặc làm gì đấy để mở được quest Ultimate thôi. Hoặc là ngẫu nhiên gì đó chị tự dưng một ngày đẹp trời tự dưng chơi mình lại ra Ultimate. Úi dồi ôi này. Đấy thằng này chạy rồi. Vừa đánh một tí đã chạy này. Đúng là không có tí gì gọi anh hùng cả. Đâu ạ? Mày có chạy lên quận nha. Đâu rồi em? À. Lại còn thêm thằng 16 à? 16 à? Né tốt ghê. Thằng này yếu lắm các bạn. Mấy thằng này tuổi tốt với mình. Tầm thuộc cái tầm rồi nhỉ. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Ủa. Sau một thời gian không đánh vẫn bán ngày nào. Tất cả em. Chạy đi em ơi. Ui thủ kìa. Thủ kinh thế. KO. Thấy là này vẫn còn quật mình được một phát các bạn ạ. Ôi bên kia nó chuồn rồi. Chuồn rồi. Mười sáu này.
mày người sáu này hơi bời luôn. Ủa mang skill phải vật quá, tí nữa ra mình sẽ đổi lại skill cho hợp lý. Rồi KO. Mình không thích mình đánh mấy kiểu mà chạy quanh mép như này đâu, kiểu chơi trò đùa nhau ấy nhỉ. Bắn chơi rất là khó chịu. Thế rồi, lần này có Android 17 à? Đây là cuộc chiến Android đúng không? Android 17, 18 các thứ. Mình đánh bọn này thì làm sao mà dưới 5 phút được? What the fuck? Thằng này đánh nó không gượng dậy được các bạn. Ủa, kêu gì vậy? Thế vật vậy? Ui trời, ui trời, ui trời, ui trời. Cũng được đấy, có tí đam đấy. Cũng được của nó đấy. Mày, bố láo nè. Không, từ đấy nó không bù láo mình lắm. Từ đấy nó toàn bị giã thôi. Úi dồi, trưởng này ảo nhỉ. Ném một đằng mà nó bay một nẻo các bạn ạ. Không thể tin được. Đấy người ta gọi là lườm rau gắp thịt. Úi dồi ôi. Frick. Quá là đáng chia buồn cho anh luôn. Chia buồn cùng gia quyến luôn. Thắng này là thằng thằng này. Thằng Black. Thằng rốt Black tạo yếu nhỉ. Không ăn nổi con 16 này các bạn. Thế này chết. Cứ thấy gái là ông ấn mắt lên là chả đánh đấm gì cả. Thử nó đi em. Ui xịt. Bố rích kìa. Nguy hiểm quá. Ôi mẹ này bốn thằng vây một đứa này. Cuộc sống nó hơi bất công nhỉ. Mà lại là con gái cơ. Thôi hỏng rồi. Hỏng rồi, không end trước 5 phút được rồi. KO. Chưa KO. Rất là châu chó. Châu chó. Ây da. Thôi. Không chết. Đi đi rồi. Ôi dồi ôi, các bạn thấy không? Không clear trước 5 phút là xịt ngay. Vài giây nữa thôi vẫn xịt được. Thế mới chả đập. Được rồi, còn lại mình sẽ đổi lại skill. Quá phê vật. À, có mít kìa. Trong mít kia không biết là cũ hay mới này. Rồi, từ từ nó, đánh đấm này chết. Ultimate Attack. Gọi Q gì ạ? Mình ngay dùng Q Super Saiyan. Super. Tại vì Q này nó khai triển rất là nhanh. Cái Final sao mẹ được. Ultimate Attack. Ok. Cái này được này. Nổ đam cho bọc quay. À, Super Saiyan. Future. Rồi. Mấy chiêu này cứ để đấy đi. Mấy chiêu mới này. Thôi được rồi. Tiếp tiếp thôi. Quá nhỏ, tôi đội bán kem. Đánh bọn này đi, nhìn bọn này có vẻ nguy hiểm rồi các bạn. Trông mấy thằng này nhìn có vẻ đúng là rất chơi nguy hiểm đấy. Thằng nào thằng nghĩ mẹ mà người đang xì hả? Ừ, ôi nhầm nhầm, tí nữa thì ăn cám mẹ. Cặp đôi này mà đi cùng nhau mà còn phế vật nữa thì thôi. Mình làm độ 2 quét thôi.
là bình luận vui vui tí. Các bạn lưu ý nhá, cố gắng hoàn thành trước khoảng 5 phút thì chúng ta sẽ ultimate, khả năng cao được ultimate. Mệnh nhau rồi, mệnh bọn này đi đâu hết rồi. Đánh trả chủ giận em có gì này. Thời gian thì nó cứ trôi rồi các bạn ạ. Mẹ bọn này từ đây đứng đây. Úi dồi ôi, mẹ phải phí mấy giây cuộc đời của tao rồi. Bọn này bây giờ nó mở này. Không biết là đi cái nào trước này. Cái nào cũng được các bạn ạ. Cái nào gần thì chúng ta tập thôi. Thế chúng ta sẽ đến với vùng đất Westland. Đâu rồi? Mình dùng các con hàng. Ôi, bọn lại khỏe lắm các bạn ạ. Ôi, tưởng ăn được nó luôn đấy. Golden Pizza lại còn mẹ. Ui, kích kích. Ô, phải mà dính thì thôi đấy. Cỡ mồm đấy. Golden Pizza. Golden Pizza nó ăn thêm cái mẹ mẹ Aura Dancy đấy kia kìa. Sao anh dám chơi hả anh? Đấy. Thường là hút đam lại mạnh hơn cả cô thì mà tách. Ôi 49 hit kìa, cho em 50 hit nào. Ui, hơn 50 hit rồi các bạn ạ. Tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Ôi kìa. Từ từ thôi anh ơi. Một shot chứ anh cứ lao vào em thế. Cooler này, bố láo này, mày vừa đánh anh này đúng không? Thằng Cooler này. Bố láo, bố léo. Mày còn thằng Peter ra mát, ăn gì nó yếu thế các bạn. Chưa, cô định mệnh, làm gì vậy? Đôi khi là hơi cần quá liều. Lại bắt đầu là mẹ bao nhiêu đánh một đây? 4 đánh một. Rồi kia buồn. Đồng chí không có kịp trở tay luôn. Quên không mang cái chiêu sạc năng lượng đi. Sạc lên một vũ khí mét vào sướng để ok kìa. Đã đi ngay. Ôi trời ơi. May quá. Ở khác tính quái là cũng mệt phết đấy, chứ không phải là vừa đâu. Còn tiếp cận nó mình dùng quả. À, mình sẽ biến hình nhá. Thế xịt kìa, xịt kìa. Chính là ulti của anh. Chính là ulti của anh. Kìa. Ui trời ơi, thôi. Chơi ngu rồi. Chơi ngu có tiếng rồi. Định mệnh đánh hai thằng đã bất thế này rồi. Không hiểu là đông đông tí nữa mẹ chắc chết. Không biết là có đánh kịp không, bọn này nó xấu lắm. Ơ, cái cánh cổng đó rồi. Ô định mệnh. Cánh cổng của tôi. À là đây, ngay dưới chân. Định mệnh lại. Có xuống cái gì nhỉ? Lâu rồi quên nhạy cả xuống luôn á. Không biết là có mang máu không? Nó là cám đấy. À có đây. Được rồi. Quên không mang đầy đủ máu. Vào đấy. Không biết là ở chỗ này là hai con hàng gì đây.
Ôi trời ơi, Broly, ôi trời ơi, tôi gặp phải cớm rồi, thế lại gặp cơ động rồi, không, thôi, anh ơi, từ từ cái, em làm gì anh đâu, rồi, ôi trời ơi, khỏe chưa kìa, đúng là con trâu. Thằng Yama sắp chết đến đít rồi các bạn. Ôi, chết thật kìa, mình vừa nói rất mồm không? Mày cố láo à? À. Cứu nó đi. Bọn mày ăn việc cứu nó mà không cứu được thì mày bị ỉa hết. Thằng tạp, ta ở đâu ra đây? Đúng rồi, thằng ra mát nó vừa sống dậy các bạn. Thằng này được cái là yếu nó thích ra gió các bạn. Đấy. Cũng gọi là cái nhiệt tinh nhỏ. Cũng nhiệt tinh. Đúng rồi, thi triển quả Final Game rồi. Lại chơi ngưng rồi. Chơi ngưng có tiếng rồi. À, được quả Brick. Hợp quá. Đúng lúc. Ao. Oh. Sắp chết rồi. Trời ơi. Úi trời ơi. Nó sắp ra đi rồi. Cố lên nào, cố lên nào anh em. À đồ, ui, cắt lửa bằng trăng các bạn, cắt lửa bằng trăng. Chấu quá, đúng là con chấu. Được rồi, nó ra đi rồi. Bây giờ mình sẽ hồi máu cho bọn kia. Cùng hưởng nào. Đấy, sướng chưa? Sướng chưa các bạn? Cô định mệnh thằng Tapion sắp chết rồi. Thằng Tapion chết còn sao nhỉ? Mình sợ người chết là thua đấy. Cám lợn luôn đấy. À. Mày sống bao giờ? Ra là combo khó đấy, combo không được liên tục. Mày định ultimate với ai hả? Mày làm cái gì? Mày định hai kill à? Còn thằng sắp đi rồi. Cố đấy. Ui dồi ôi. Sắp đi rồi còn dậy kinh thế. Rồi. Hết rồi. Thằng Tapion này sắp máu thế. Nó chết một cái là không biết là có thua hay không. Nguy hiểm lắm đấy. Được rồi, đi đốt chỗ này là xong. Nhìn chợ thằng Tapion nó chết thôi các bạn. Nó chết là full landing. Đánh một tí mà nóng hết cả người. Ui ôi, bư. Thôi thằng, xong rồi. Như là của thằng ra mát à. Đau quá nhỉ anh nhỉ. Ô, keo ở đâu ra đây? Keo kia gì đây? À. Lao một lều. Đang thấy anh không khí bắt đạt. À nó đánh lén các bạn ạ. Thế cả một tí đấy. Mày vào đây, các chú vào đây. Đấy, càng đông càng thích. Không được nhiều đam lắm.
thôi rồi. Đấy, lại là thằng Zamat cũng gặp trong tình trạng gọi là đến kỳ các bạn ạ. Mày định đấu với Super Saiyan à? Xong rồi. Ui dồi. Anh nào tôi bụng thế này. Đánh theo này, gần chết rồi. Rồi, được. Cũng được của nó đấy. Được rồi. Khổ thân, lại 4 đánh 1 rồi. Không kịp trở tay luôn. Không kịp trở tay. Đúng rồi, mình không cho nó trở tay các bạn. Khổ thân thằng bé. Bé thế mà đã khổ. Rồi, ok man, bye. Ô, không được ulti à? Ultimate à? Khó nhằn nhè. Ok. Rồi. Nói chung là khởi động hai quest thế thôi. Đấy, các bạn có thể là tập luyện đánh tiếp nốt cái quest còn lại. Khá thú vị. Lâu không được gọi là combat. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video nha. Bye bye.